điện tử Anh Nguyễn xin được chào các bác, các anh, các chị, các bạn và các em nhé. Điện tử Anh Nguyễn này sẽ giới thiệu đến tất cả các bác, các anh, các chị, các bạn và các em một mẫu loa mang tên là BIK, một loa PIC. Thì Anh Nguyễn hiện tại là có hai mẫu loa, thứ nhất là BIK là màu đen và thứ hai là BOK màu lâu. Thì hai mẫu này là giống nhau, một bên là mặt trước là ê căng bằng lưới sắt hoàn toàn, còn bên là một chiếm 2/3 là ê căng lưới sắt để bảo vệ loa, và bên là ê căng nhựa. Thì anh Nguyễn sẽ quay tổng quan về mẫu loa BIK. Đây là một dòng loa Nhật nhá, Nhật nhập trực tiếp bên Nhật về luôn nhá, nhập khẩu nguyên chiếc dòng loa bãi và nhập bên Nhật về. Các bác muốn dùng đồ Nhật thì sẽ liên hệ với em. Và mẫu loa thứ hai là BMV. Mẫu BMV này sản xuất trước năm 90 thôi nhé. Và loa này là không phải chủ sản xuất mà trực tiếp Nhật Bản sản xuất. Model là CS300V. Thì cái loa này công suất là 250W mà sản xuất tại đất nước Nhật Bản. Thì đôi loa BMV này là bass 20 là 2 chép, còn riêng nguyên bản em chào giá bán đôi loa này với mức giá là 4,5 triệu thôi nhá, 4,5 triệu, còn riêng nguyên bản luôn, từ thùng từ loa từ phân tần, còn riêng nguyên luôn. Bây giờ em quay lại mẫu loa thứ hai này, mẫu loa thứ nhất là mẫu loa Bích, trên là màu đen, ở dưới là màu lâu. Thì em sẽ quay phía sau cùng tham khảo nhá. Thứ nhất là dòng loa BK có màu đen, ê căng bằng sắt hoàn toàn. Các bạn nhìn vào đây, là tem BK có hiệu là BS660NV2, công suất tối đa là 450W và công suất tối thiểu là 150, 8 ohm và có nguồn gốc từ đất nước Nhật Bản. Đây là cái hiệu của mã loa. Dưới này có tem đấy nhá, này tem, này tem chống hàng giả đây, tem BK sản xuất năm 2010, chắc đề tháng 10, ngày mùng 10, nên là ngày mùng 10 tháng 2 năm 2010 đấy. Có cái này 75 rồi. Đây là tem cảnh báo này. Công ty sản xuất là dây ban. Thì cái loa đen này có công suất tối đa là 450, tối thiểu là 150. Và mẫu thứ hai màu đen con này, màu lâu, cũng có tem cảnh báo và có màu đen là BS880, 25 mã là BK BS880, 25 mã, công suất tối đa là 450, tối thiểu là 150, 8 ohm và sản xuất từ Nhật Bản. Này tem này, đây là tem này, đây là loa lâu cũng một tem này, của hãng này, tem của hãng này và có cái gọi là phần cảnh báo. Đây phía sau loa rất lặng mà chắc chắn thôi nhá, rất đẹp. Đây là loa treo, có thể treo ngược cái, nên được dùng cái này giá treo ngược đây, này ốc bắt treo ngược lên rất là đẹp, tiếng trống chắc sâu, tiếng chắc sáng. Thì bây giờ em và các bác sẽ đi ở phía trong của cái loa này. Em tháo sẵn này mất thời gian. Đây là mẫu loa lâu. Màu lâu thì bắt loa từ kép nhá, từ kép bên trong đều chữ là Bích đấy, U25W008A02 đấy. Đây một loa zin Nhật Bản nhá, còn zin luôn, còn zin này từ nhện, từ màng loa, mọi thứ đều zin, từ kép loa mỏng,
là độ nhạy rất cao. Bát noa bên này và bên trong là phân tầng, buồng tiếng âm và check nó đều có logo là BK này, loạn là BK. Còn chép này cũng là trong kép đó nhá, nhiều kép này đều có BIK U09T01112A01 từ kép đó nhá, và còn riêng nguyên bản luôn này. Đấy, đều chép vào bát đều có ký hiệu là BK. Thì loa này hai chép một bát, củ loa rất là nặng, tiếng trống rất là sâu nhá. Thứ hai là dòng màu đen luôn này, thì cũng vậy, cũng là lên trong kép giống hoàn toàn, và ký hiệu đi toàn là BK, đều có cái tem giá luôn này, 10 FA. Cái chép của nó cũng thế, cũng được ghi là BK, và chép bên ngoài cũng đều có chữ màu trắng là BK, trọng BK rất là đẹp. Phần tần chống ngược này, phần ngược, phần tần bé không to, bên trong cũng đều có bông tiêu âm rất là dày để tránh âm nhiễu, âm phè của trống, rất là đẹp. Và em sẽ thử cái tiếng của nó các bác nghe nhé, thầm âm ạ. Loa BK nhé. Rất là hay, trống sâu với lực, chép cả sáng nhé, chung một màn. Tiếp đoạn trống. Rất căng và nhận tròn. Trống rất là căng tròn này. Này hát karaoke rất là ngọt đó nhé. Em thử đoạn nhạc vàng. Quá trình em test hai đôi loa BIK, loa Nhật quá nhá. Em chào các bác ạ.